kính thưa quý vị, có lẽ nét đẹp văn hóa truyền thống không chỉ thể hiện ở những lời ca tiếng hát, không chỉ thể hiện ở những bước chân uyển chuyển với tà áo dài thướt tha đầm thắm, mà có lẽ nét đẹp văn hóa truyền thống đó còn được thể hiện ở các loại nhạc cụ dân gian và hiện đại. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một tiết mục độc tấu đàn nhị kể chuyện ngày mùa qua phần thể hiện của nghệ sĩ Đức Hiếu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
cảm ơn tiết mục độc tấu đàn nhị của nghệ sĩ Đức Hiếu. Và kính thưa quý vị, đúng như tên gọi của chương trình, đó là các hoạt động văn hóa đường phố. Thì bên cạnh các trò chơi dân gian, bên cạnh các gian hàng triển lãm, thì trên sân khấu ngày hôm nay quý vị sẽ được đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Và quê hương Việt Nam tươi đẹp của chúng ta đã được nhắc đến rất nhiều trong các sáng tác của các nhạc sĩ trong và ngoài nước. Và trong đó có một ca khúc có một sức lan tỏa mạnh mẽ vô cùng, đặc biệt là đối với các du khách nước ngoài.